bất kỳ xe nào tới kho đại lý đều có quy trình an toàn sinh học, có nghĩa là phun xe, đặc biệt là phun lốp. Các quy trình mà ra vào hiện nay là có quy trình, ví dụ như nhân viên mà vào đầu tiên á thì sát trùng tay, sát trùng chân, sát trùng xe. Bên cạnh đó thì xe hàng mà đi á thì tài xế có chịu trách nhiệm là phải phun thuốc sát trùng trước khi nhập hàng, khi về á là tiếp tục phun thuốc sát trùng xe và tiếp tục như vậy để làm sao đảm bảo an toàn sinh học một cách tốt nhất, để đảm bảo cho khách hàng sử dụng Cargill, sử dụng những hệ thống đại lý phân phối của Cargill yên tâm nhất. Bất kỳ xe nào tới kho đại lý đều có quy trình an toàn sinh học, có nghĩa là phun xe, đặc biệt là phun lốp. Các quy trình mà ra vào hiện nay là có quy trình, ví dụ như nhân viên mà vào đầu tiên á thì sát trùng tay, sát trùng chân, sát trùng xe. Bên cạnh đó thì xe hàng mà đi á thì tài xế có chịu trách nhiệm là phải phun thuốc sát trùng trước khi nhập hàng, khi về á là tiếp tục phun thuốc sát trùng xe và tiếp tục như vậy để làm sao đảm bảo an toàn sinh học một cách tốt nhất, để đảm bảo cho khách hàng sử dụng Cargill, sử dụng những hệ thống đại lý phân phối của Cargill yên tâm nhất. Người là phun sát trùng hết. Hiện nay là quản lý kho là có một cô kế toán rất là chăm chỉ và đảm bảo an toàn sinh học cho mọi người. Ngoài về vấn đề phòng dịch cho trên động vật á, thì nó còn đảm bảo về vấn đề Covid-19, đảm bảo an toàn Covid-19, thì chắc chắn là nhân viên của hệ thống phân phối họ cũng an toàn hơn. Hiện nay tất cả các xe vào ra hàng đều có chị Phúc quản lý kho, chị đảm bảo khâu là vệ sinh sát trùng, đặc biệt là lốp cũng như là thùng xe. Thì ngoài vấn đề chỗ chị thuốc á, thì có các cái anh tài xế của nhà phân phối á, họ cũng được yêu cầu làm cái việc đó. Và hai nữa, hàng tuần á, thì yêu cầu là sát trùng xung quanh cửa hàng để giảm thiểu cái mật độ, ví dụ Covid-19 hoặc là mật độ mầm bệnh của các cái liên quan. Nên á, khi mà làm với những cái đại lý lớn, công ty lớn thì khách hàng được đặt lên hàng đầu, đảm bảo cái quyền lợi của khách hàng á được đề cao nhất.